Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, Tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Tiếp xúc với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri phường Phú Mỹ phản ánh tình trạng ngập úng trên quốc lộ 51, việc thi công các công trình trên một số tuyến đường gây mất an toàn giao thông. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng đảm bảo quyền lợi của người dân liên quan đến các dự án mua bán đất nền. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường và thị xã Phú Mỹ đã giải trình làm rõ một số vấn đề mà cử tri phản ánh kiến nghị. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thị xã cũng ghi nhận và tổng hợp ý kiến của cử tri, đề nghị các cơ quan chức năng trả lời cho người dân về phương án giải quyết.